Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục trải qua một ngày nắng nhiều, trong đó nhiều nơi ở Nam Bộ thì trời ít mây và khá nóng, bởi nhiệt độ lên tới từ 33 cho đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên nắng cũng trải đều cả ngày nhưng khá dễ chịu hơn, bởi nhiệt độ cao nhất là từ 25 cho đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Mặc dù chủ đạo là nắng, nhưng lưu ý khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông vài nơi. Thời tiết như thế này thì sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày tới. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay thời tiết khá tạnh ráo, trưa chiều có nắng nhẹ nên đỡ rét hơn và nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ ngưỡng là 12 cho đến 15 độ và cao nhất là từ 18,5 cho đến 22 độ, tăng từ 0,5 đến 2,5 độ so với hôm qua. Riêng khu vực Tây Bắc thì có nơi trên 23 độ. Tuy nhiên lưu ý từ đêm nay đến gần sáng mai sẽ có mưa nhỏ vài nơi nên cảm giác lạnh buốt càng rõ hơn. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi hôm nay tiếp tục có mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 22 độ và phía Nam thì 22 cho đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc là từ 24 cho đến 27 độ và ở phía Nam là từ 28 cho đến 31 độ. Trong phần tiếp theo của bản tin thì chúng ta cùng đến với dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực Trung Du và vùng núi mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, ngày có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực thành phố Vinh mây thay đổi, có lúc có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư mây thay đổi, có lúc có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm 90 đến 95%. Thông tin thời tiết các tỉnh thành trong cả nước sẽ kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.